Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn công tác gồm 32 cán bộ bác sĩ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh. Đoàn cán bộ y tế tỉnh Lào Cai tham gia hỗ trợ Bắc Giang đợt này có các bác sĩ thuộc các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, đa khoa, ngoại khoa, y học cổ truyền và điều dưỡng. Đây đều là những cán bộ y bác sĩ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét nghiệm, truy vết, chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Thời gian hỗ trợ của đoàn từ ngày 28 tháng 5 2021 cho đến khi tỉnh Bắc Giang khống chế ổn định dịch bệnh COVID-19. Cùng với việc gửi đoàn cán bộ bác sĩ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lào Cai cũng tặng cho đoàn 100 triệu và kêu gọi nhân dân quyên góp nhiều đồ dùng gửi đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang như khẩu trang, nước sát khuẩn và đồ bảo hộ.